Xin chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khoa Audio. Chúc tất cả một ngày mới, một tuần mới thật là nhiều niềm vui, nhiều nhiều sức khỏe và đặc biệt là kiếm được nhiều tiền để cho audio. Thì trở lại với clip đầu tuần ngày hôm nay, ngày thứ hai nè. Khâu giới thiệu đến anh em ba đôi loa đến từ các thương hiệu của Mỹ và của Nhật. Nên tuy nhiên, đây là những cái đời rất là hot và rất là hay, đặc biệt là rất là hay nè. Thì trong đó sẽ có hai cặp loa RSL và một cặp loa Diatom, những cái model cực kỳ hay và hiếm nha. Anh em đang tìm kiếm một đôi loa để nghe nhạc vàng như JBL thì anh em sẽ chọn RSL, và nghe như R3 thì chọn Diatom DS303. Đó, đó là các cái thông tin mà Khôi chia sẻ để anh em làm quen với những cái món hàng ngày hôm nay. Thì ở đây Khôi đã tháo lưỡi ra rồi nè, toàn bộ là e căng zin, lưỡi zin ha. Hai cặp này có một cặp là đầy đủ tem logo, còn một cặp là rớt mất cái tem, còn lại là rất là xịn sò luôn. Đó. Đây, cặp loa Diatom được ví là AR của người Nhật, zin nguyên bản tuyệt đối nha anh em, căng zin. Cái căng này một cặp căng thì 3 triệu không có để mua này, mất không là coi như là sẽ khấu hao đi 3 triệu. Đây, cặp loa RSL rất đẹp, hai cặp rất là đẹp, thùng rất là vuông vức ha. Rồi đó, bây giờ tôi sẽ giới thiệu từng cặp một anh em. Thì cặp thứ nhất thì đây là dòng loa cũng là RSL cổ anh em nha, cổ nha, rất là cổ luôn. Thì được thiết kế ba quay, ba quay ba đường tiếng đó, ba tấc, bật ba tấc. Thì cái cặp này nè, hai cái chép, mình nói cái bát trước đi, rất là đẹp, bát màu vàng gân sống anh em nhé, gân sống, màng màng sống, gân 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 vải tẩm dầu, nhưng mà mình không có tẩm anh em, nó còn rất là mềm anh em. Đó, đây nè, đời này là đời cụ móng nhưng mà rất là to, cụ rất to luôn. Cái loa chung cũng là cụ móng luôn anh em. Thì những cái đời này nó là có trên 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 hàng, trên Google, trên thông số này, không tháo ra nha, bao zin cho anh em tuyệt đối luôn. Đó, và cái cụ rất là to nên hàng này họ làm tới 8 con nóc con này, cái phiên bản 8 con nóc này là cụ to nha. Đó, râu lồi. Đó, rồi cái chép này thì sử dụng chung với hàng anh test. Đây, chép này anh em nào mà xài anh test 872 này, anh test Satana 2 này thì anh em sẽ biết được cái chép này. Thì hiện tại nó bị móp cái mũi này nha, cái móp này mình hết ra được hoặc là mình sẽ thay luôn tùy theo cái sở thích của mọi người. Đó. Thì cái đời này lời cụ móng đánh bát tốt lắm. Cụ móng nhưng mà bát tốt nhé. Rồi vì ta nói có lỗ hơi, đây loa rất là đẹp vuông vức cái này, phía sau thì tí nó quay lại mà cũng không cần quay, rất là đẹp, quan trọng nhất là thùng trước mà nó đã đẹp rồi đó, rất tuyệt vời. Rồi thì cái cặp này nè, nó cũng là một trong những cái đời hay vì nó sử dụng trép của hãng anh test. Thì cái cặp này hiện tại có cái mức giá là 14.500, anh em cứ so sánh với thị trường những cái cặp loa cực đẹp như thế này. Phải đẹp anh em nha, lưu ý là thùng gỗ làng đẹp ha. Thì và bát bát không bị bẩn ha, thì nó sẽ có cái mức giá là khác nhau, 14.500. Giá này thì Khôi sẽ không không bớt nữa, anh em nào cảm thấy mà hợp lý thì ủng hộ cho Khôi nha. Rồi qua cặp thứ hai, cặp này cũng là cặp RSL nè, đây RSL này ha. Thì cái cặp này á thì nó cao cấp hơn cái cặp bên kia một chút, thì Khôi sẽ nói vấn đề cao cấp. Thứ nhất là thiết kế bát thì giống nhau nè, bát thì hoàn toàn giống nhau ha. Cặp này thì hàng họ lại lắp ngược lên, kể cả chép cũng lắp ngược lên, đấy là hàng hàng lắp anh em chứ không phải khôi lắp ha. Rồi cái thứ hai nữa thì cùng vẫn là sử dụng cái trung giấy, nhưng mà trung này là trung màu xanh râu quặp ha, và khác biệt ở đây là cái chép chép này là chép Isofol, chép zin chép hàng anh em nha, chứ không phải là mình thay chép vào. Cái này là đời đời của nó, đời cao cấp của nó nên nó hay, nó sử dụng chép Isofol đó. Hai cốt server thì nằm ở trước. Nằm ở trước cũng dễ dễ điều chỉnh ha, chỉnh mic và chỉnh chép đó. Thì khác nhau như vậy, về kích thước thì nó cũng na ná nhau, không không có hơn gì nên bằng này, nhìn hơn chút xíu anh em này đó, nhìn hơn chút xíu đó. Còn lại thì ok, thùng rất là đẹp, anh em thấy là thùng rất là đẹp luôn, thùng là quá đẹp ha, đó, rất là tuyệt vời. Cái mặt trước này nè thì nó hơi bị dơ, mình chưa chùi nha. Đây nó nguyên zin của nó như vậy, ốc này mình cũng chưa bung luôn anh em nha. Đó, nó nguyên zin của nó mình để như vậy nên mình chưa có làm gì hết. Đó, chưa có chùi. Cái này là chùi nó ra anh em nhé. Đó. Nói rõ với anh em như vậy để nên yên tâm. Rồi cái cặp này thì nó cao hơn tại vì nó phiên bản cao cấp, sử dụng chép Isofol, 16.500. Cặp này thì Khôi đánh giá nó hay hơn. Hay hơn anh em. Đó. Rồi, tiếp theo anh em là cặp loa đến từ hãng Diatom.
Cặp này rất nổi tiếng anh em, nó là DS303. Nó sử dụng cái loa loa chung á, nó chung như như AR luôn. Đó, nên mới gọi là ví như AR này anh em này. Em thấy loa chung khủng khiếp ha. Rất đẹp. Đó. Thì thùng là vuông vức anh em, chưa vệ sinh, chưa lau chùi, chưa sửa ba luôn. Một cái nó nặng khoảng hơn 30 kg này. Nó nặng như AR3 vậy đó, bưng lầm vẫn còn lưng luôn. Đó. Và đóng hàng thì cũng phải đóng hai kiện chứ không đóng một kiện được nếu như ship đi xa. Rồi, cái dòng này anh em nó chỉnh tới 3 dải luôn. Anh em thấy nè. 1 2 3 này 3 dải ha. Đó, nó chỉnh mít là mít cái này, còn chỉnh tới 2 dải trên là chép ở đây và cái này là super chép này. Super chép anh em để ý ha. Và cái cặp này đúng cặp lép rai nè. Anh em nhìn này, hai cái nó úp vào này. Là gọi là lép rai nè, một cái lép với rai nhá. Còn bình thường á nhiều người đang bán á là nó bị lệch. Nó cùng hướng á, con cặp này đúng hướng này. Đó, anh em nhìn kỹ này, ha. Và duy nguyên bản tuyệt đối, không xì ba tút tác luôn. Nhưng mà cái dòng này nè, có một cái nhược điểm là cái bát á, cái bát khi về á nó sẽ bị cứng nha, nó bị cứng. Nên thường là mình sẽ thay gân cho nó mềm anh em này, thay cái gân mút á thì nó sẽ mềm ra, bát nó sẽ đánh tốt hơn. Đó. Đại loại nó vậy ha. Thay cái gân mút cho nó mềm anh em nha. Thì bát nó sẽ đánh tốt hơn. Đó. Ok. Có vậy thôi, còn lại là lưỡi đẹp. Em thấy là lưỡi rất là đẹp luôn. Đó, nhìn rất là mới. Cái chỗ này nó bị sờn nên mình khâu lại rồi. Đó, dừng lên cho anh em xem. Đó, ok chưa? Hiếm khi mà có những cái cặp mà có lưới zin như vậy nha. Đây anh em xem này, lưới zin đây căng zin này. Cặp này nó còn cả tem anh em. Cái tem rất là hiếm ha. Tem RSL này rất là hiếm luôn. Còn bên này vậy, bên này cũng căng zin, bên này căng gỗ, nhưng mà nó người ta làm rất là cầu kỳ luôn anh em, hai lớp này. Hai lớp để trong đây nó lồi cái máy này lên. Đó. Ok, thì cái bên này nó bị rớt mất cái logo rồi. Không biết rớt ở đâu. Đó. Bên này còn nha. Đó. Tuyệt vời nè, tuyệt vời nha. Rồi, bây giờ này, tôi sẽ quay cái đít nó lại cho anh em xem luôn. Đó, ok, đây là cái đít của nó nè. Rất đẹp luôn, phải nói cực kỳ đẹp. Đây, cặp loa này nè. Đó, gọi là cái cặp này gọi là cái gì ta? AR của người Nhật đây nha. Một cái này cái phân tần bằng đồng này, cái nắp bằng đồng. Rất là tuyệt vời luôn. Thông số của nó là 100W 6 ohm ha. Nên hầu như âm ly cầu nào cũng quấn được hết nha. Thậm chí là đem quấn đèn nó còn ra thì mình dùng loa nén. Rồi bên này thì hiện tại nó bị gãy một cái cột loa này. Đó. Thì bên đó họ dán lại này. Họ dán lại giữ lại cho mình luôn này. Em thấy nào? Đó, chưa tháo ra luôn nha. Rồi bên này thì loa đẹp rồi. Vuông vức. Mấy chỗ này bị dơ chưa lau chùi này. Em. Đó, chưa lau chùi luôn. Tuyệt vời anh em ha. Thì những cái dòng này nó có thêm cầu chì bảo vệ nữa anh em, có thêm cầu chì bảo vệ nữa ha. Dây loa thì nhét vào. Đó, bên này cũng vậy. Bên này thì cũng có hai cốt xe bên sau, cặp thứ nhất á. Cặp nào RSL cũng có cốt xe tiến chỉnh và có cầu chì bảo vệ này. Còn cặp bên này thì nó nằm ở trước rồi. Rồi ok, mọi thứ là xong rồi này. Thì anh em thích cặp nào thì liên hệ với Khôi ha. À, cái cặp này nè. Cặp này thì Khôi chọn cái cặp loa đẹp nhất. À, còn đầy đủ lưới e căng nhưng mà nó bị gãy cái cột loa. Cột loa thì mình sẽ làm lại, cái đó không vấn đề gì. Nên cặp loa nó sẽ có cái giá cao nhất trong cái lô. Họ đưa xuống cho Khôi 5 cặp, nhưng mà Khôi chỉ lấy được một cặp thôi. Vì mình chọn cái cặp đẹp nhất và nó hai cái nó tương đồng màu này nè. Tương đồng màu, series nó gần nhau. À, nó không lệch nhau nhiều số ha. Đó, cái điều nào mà mình phải để ý như vậy nha. Thì nó có cái giá cao. Đó, nên anh em cũng lưu ý là đồ đẹp thì giá cao ha. Rồi, cảm ơn anh em. Thì cái cặp loa Diatong DS303 thì có cái giá là 14.500.000 nha, 14.500.000. Còn lại thì hai cặp kia Khôi đã báo giá rồi nên là Khôi không báo nữa. Rồi, Khôi xin phép kết thúc. Thì có thời gian rảnh thì Khôi sẽ test chất âm. Nhưng mà yên tâm anh em là tất cả đều bao zin tuyệt đối cho anh em luôn nha. Bao zin anh em lựa chọn theo sở thích của mình. Khôi xin phép tạm dừng và hẹn gặp lại.